Nhận định Nam Định với thành phố Hồ Chí Minh, 18 giờ, ngày 18 tháng 4, dù cho đã có được thành tích rất tốt vào giai đoạn đầu mùa, thế nhưng Nam Định đang cho thấy những sự sa sút nhất định về mặt phong độ. Cụ thể, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã có 2 trận thua trong 2 lần ra quân gần nhất tại đấu trường V-League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhận định Nam Định, bước đà thăng tiến mạnh mẽ của Nam Định đã bị chặn lại ở đất thủ và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng không thể phủ nhận, đội bóng Thành Nam vẫn thể hiện được phẩm chất trong tình thế khó khăn. Những trận thua trước các đối thủ mạnh mới đây giúp họ có thêm nhiều bài học. Hiện tại Nam Định đang có 12 điểm và tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Nhận định thành phố Hồ Chí Minh, những kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho huấn luyện viên Alexander Polkin khi dẫn dắt thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành thất vọng. Được đánh giá là huấn luyện viên có sở trường tổ chức tấn công nổi bật ở Thai League, nhưng ông Polkin không thể giúp hàng tiền đạo của thành phố Hồ Chí Minh trở nên đáng sợ ở Nam League mùa này. Trải qua chuỗi 3 trận tòa thua, thành phố Hồ Chí Minh đã có được chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An, nhưng mới đây họ tiếp tục cầm hòa Thanh Hóa và đang đứng ở vị trí thứ 11 chỉ với 10 điểm sau 9 vòng đấu. Thành tích sân nhà của Nam Định trong thời gian qua là tương đối tốt. Họ đã thắng 3 và để thua 2 ở 5 trận đấu gần nhất được chơi tại Thiên Trường. Tại VLEAGUE, đội bóng Thành Nam đã thắng 3, thua 1 sau 4 trận sân nhà ở mùa giải năm nay, kiếm về được 9 điểm. Phía đối diện, thi đấu xa nhà cũng đang là nỗi thất vọng đối với thành phố Hồ Chí Minh. Họ chỉ thắng 1 hòa 1 và thua 3 ở 5 trận đấu sân khách trước đó. Tại VLEAGUE 2021, đội bóng này mới chỉ có được 1 điểm sau 4 trận sân khách. Thành tích thi đấu xa nhà của họ quá đỗi yếu kém sẽ là cơ hội để Nam Định có được lợi thế. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã giữ lại được 3 điểm ở lần gần nhất thi đấu tại Thiên Trường. Tiếp đón Sông Lam Nghệ An, họ đã để chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Về phía thành phố Hồ Chí Minh, chuyến làm khách mới đây của họ lại là hòa tỷ số 1-1 khi hành quân đến sân của Thanh Hóa.